bị đàm lái, nơi ai khăn ông cửa xa muối, miễn ở bốc nâng con bì nẹ. Đã cầm bìa mặt đái, tay mình dù bần mán, ở bốc rộ bỏ niếng, có bát rịp cá cho mùi nông bật bồn cỏi mà nẹ tiết. Đã chia sạch tay mềm mái con mùi phóng đái. Bì nẹ bật đầy bật bồn, ba nơi ai mục tết, hai con nị dây khá nì. Mai vì, bần mán thằng ai ní, khi nhóm trời dục nạp từ lúa nơi ai sốc khăn mục nu. Bị bây thằng ngày tiết, tiếp khi nhóm tôi lọc mọc huynh. Khi nhóm nhà mơ thái con sợi phong nè. Rừng nắng, anh cùng bà rộng ấy. Con sợi, nâng con bró, khi nhóm chè mơ thái hơi. Anh cùng bà rộng ấy. Bà anh chân, khi nhóm tôi lọc đồ hơi. Anh có trời thái để xá luôn phong. Lọc ở bề ná, khi nhóm nâng tôi lọc mọc huynh bề nu. Thì ra nâng sụp ván, nhóm che chặt chạy hơi. Anh có bà nhập tới chó, nếu ai tạm lỡ bà dập bà dàng phong. Nị dạy hơi, quát có bàn chạy chanh tới. Đói tục chơi bà bôn rồi bỏ quát. Thá nâng mình phơ bà con côn rồi bỏ quát lại. Bình đó bị đây rồi bỏ quát bàn chạy chanh tới. Mà đài chống có bán hai con bà rồi bỏ quát chanh mốc. Sụ ván, ơi sụ ván. Anh chân mà này bình tĩnh mọc côn. Mai mình là vậy ai? Bạn mai, nhóm tới lời hơi. Sụ ván đã chỉ con bà rồi bỏ quát của bạn đã chân mọc. Sụ ván cứ chìa mà nụ đẹp chờ. Chốt chật đà lên. Trái việc chạc chế. Nâng cho chật phở báp ôn sợi rồi bỏ quát lặng ná. Ta mình là vậy ở nhóm mình đã tới mai. Bạn chỉ hai nhóm bà nhập bạp ni. Cứ bột rộp bỏ anh tới lụa granat nơi ai phông khẳng nó. Tó tại bị bài thằng ai tiết tớp từ lọc mọc vinh. Hai mai khởi anh chọn bàn rộp bỏ. Toán bột anh mình nữ. Mai dục bạc ai. Cứ miên tầm mai tế. Đã vô bị chịch nhóm. Nhóm chọn tình cả áo nâng rộp bỏ mùi chùm nguồn tiết. Mai nâng dục bạc ai. Hai mai nâng áo thì ra dốc cổ nạt từ lúa. Đầm bấy dốc bác mà ai bụi dưỡng tham tiền à con. Mình hai mai thì ra bà cài đầy cổ nạt. Áo niên từ lúa ai ọ tư. Chầm mai hát thì ra mọc. Thì ra ơi thì ra. Ánh mọc này bình tĩnh một mớ. Chà mình khiếm tư ấy là hai chà mùi plết. Thì ra có bán đa trình mọc rộng mà đài niên. Thì ra, cứ chi mà nụ mà nế đã ưu xa phì giếm hai slot bột khẳng ná. Thì ra mặc đó, chấm bê đài mai côn tặng bì nế pra niên tiệt hai. Thì ra, mai pra anh ôi tư lộ cả nách. Đám bê dục pra mà ôi dân. Ta anh dù đại tế. Trời hai, anh trời dục rồi nà tư lúa. Áo dân mình côn dân. Mánh anh chân tế. Dương mình ỏi anh hộp bài lời. Bốn tay nạc mình. Còn nát nhóm đê mình toàn đuổi nụ tê. Nếu xoa ra ná. Bộ bốc tớp tay vô tới lụa đài nàng mình. Anh mắt tràn lấy. Mai ỏi anh thua quấy. Anh có thua nàng tư. Pro giặt khả miệng bài hộp. Đách bố slap. Nhóm vô hai nạc mình. Nhóm nâng bờ nhạp đê vô tới lụa ỏi mình. Thì ra, có bán đa chánh tăng tực mục sở bôn. Bố niên, tăng tay trời ba mà đài chóng nâng con chóng ní. Thơ ba chi riêng rõ thang ngay. Xóm mục thì ra hai. Nét na tực khóa. Thác khám bi nét ná mục chùi niên nú. Mai sử ruột đài. Bốn trăm bạch hót tờ rô prác đài khuôn anh. Tòa mai, công khóa chân. Nhóm khuyên hai. Bố nhập tờ hộp bài tư. Vì nèm đài côn, tăng tài thuộc bài ní chìa bảo chăm. Miền bề khá, mất ai bài thì ra hộp phong. Còn lấy mong mơ ai bài bà tết rồi bỏ bộ kê vĩnh. Cứ miền ẩn đồn mùi. Đài bộ kê, tăng tài dục tất nâng nông ẩn đồn nốt mọc bà chìa riêng rõ thang ngay. Hai bề nốt, miền xâm lên mùi bàn chân mọc bị nông ẩn đồn nốt. Khmên sợi ơi, khmên sợi cầm xót. Thì ra, bán căn ẩm bỏ đế,
Xong đá mà các bạn ăn đồn ní. Bố nín chứ ngó nâng xâm lên mùi nịt lặng ná. Thì ra mặc đó hai con nịt dây tàng chứ ngó tha. Nhóm đôi chìa bàn lưu xâm lên chánh mọc bì ẩn đồn mùi ní. Tại khi mình nạn nà nơi xót rước mùi khi nhóm sẽ đập trở lòng tị đắng. Bố hai chìa khi nhóm trở lòng mền hơi. Thì ra mình bố giác bán thua ai ông bỏ đề nốt. Thế lẽ cho tôi không ẩn đồn nốt tư. Hai thì ra phay khẳng ná. Hai nín có ba nịt dây tiệt tha. Ông bỏ đề rồi bỏ nhóm bán thật lại cho tôi không ẩn đồn bà tờ hai. Tờ nhóm bán ở vầy dục tự đề cơ nà tiết tớ. Nì nẹ mình đắng, nẹ mình bà có chìa bình tố nhóm tiết hai. Tớ cả rừng ở vầy nâng thì ra. Sốt vắn bán lư xùm lén có bà nháp tớ mơ thì ra tớ. Có bần tay mơ tớ cứ không miên rừng là ổn được tê. Bị đầm bốn, nhóm ban lưu xung lén trên bị ẩn đồn mùi ní. Tại nhóm mình bởi giác, ban thơ vơ ôi ẩm bỏ đế. Thế lẽ cho tôi không ẩn đồn mùi ní bà tờ hai. Ta cần rằng mày tờ bằng bó. Bá ẩm bỏ mùi nú. Thế lẽ cho không ẩn đồn bà tờ. Ta anh ban ẩm bỏ ai ná. Dột mặc đề tiền nú. Cứ mình ta anh tế đại trời cho tôi dột nú. Ái nhóm cho tôi dột bài nà tờ. Bà nhóm mình chơi hai tật phóng. Hãy tật nơi khăn ổn đồn ní, thêm tăng trời tiệt phòng nút. Bóng cho tự dụ ai khi mình tịch màu bóng bó. Rương ánh đã chỉ nệm bằng cò hát. Hãy đồ vấy trời ảo dớn cho dục tên nút. Dớn mình tùm này tế. Ô mình hơi. Bá ánh mình cho tự dục tế. Mãi nâng đã tổ ánh chỉ bùng khăn hơi. Bạn bán, nhóm nâng cho tự dục đại khuôn ánh. Xôn bóng công bạp đại mình ấy. Chăm khi nhóm tự dục khuôn ánh. Bà anh chẳng lo hơi. Anh có bà nhập cho tư. Dân chạm chùi tiếng anh chẳng mặc quên. Thì ra bán cho tư khăn ông ảnh đồn nụ tư. Tại mình bà giác nên có bàn thật lẹ cho tư khăn ông tật nụ. Sự ván khơn bài bình hơi. Mình ách cho tư chùi thì ra bàn lời. Bù sự ván có phầy nạ đai. Hãy sợ bê nụ. Mà đài sự ván có bàn mặc đò lục môn. Hãy cót có bàn xuống tư con bà rộ bỏ cót. Ta cát mi nữ vầy mình tề côn. Mãi ban lưu xùm lên lô la khẳng ná. Ta nẹ ná cát ấy tớ. Rừng ní cứ bạc ní hơi nà mai. Thì ra bạn thua ơi ông bó ní. Thế lẽ cho tớ khăn ngân đồn bạch tớ. Còi mọc niếng. Cho tớ dột mình bán. Có thế lẽ cho tớ tớ. Ta thua bạc nà tớ mai. Cũng phải ấy côn. Bình đói tam nâng tớ cho. Bà bục ảnh máu, xuống tha thì ra tờ ná. Anh bạp gọt tớ thà niếng sống tớ bà tê ông được bỏ niếng bị bầy thang ngay. Tớ bà lọc mọc quên. Tớ anh dô tê còn bó. Cái nhóm dô lời mai. Chạm cái nhóm đi dây tạm nâng. Tớ niếng ruột rồi gọt sạp tê mai. Thì ra niếng sạp rồi ruột. Tám dạ thà cám rồi bỏ về tờ côn. Tớ tớ hộp bài vinh, mái điệp trong rụi hơi. Bí nẹ mà đài nâng cốn, mình bán khoa lần thị ra nụ tê. Bụi bụi kế, mình cho chật thị ra xa rạp tờ hơi. Rồi dạ bê bì thị ngay bàn cơ lòng phụt tớ. Đó thị ngay đại ở bụi thị ra trớ tờ lọc mọc vinh. Cốt ba nơi ai mục tế, mình khơi nẹ nà nới, cốt cậu bà nị dây. Tớ bạch mô nụ tê nà ở hơi, mình đạch cò mình khơi bạp ni. Thì ra con bốc, bốc từ lọc mọc quanh hơi nè. Khmiến xâm lên trở lại tốt, thua ai ở bốc thì ra, chứ ngó căn tại khăn. Tại bề nú, mặt đài sự ván có bàn chân mọc rai là môn. Bốc vía, ta ánh từ lọc mọc quanh hơi mềm tế. Ta hót đài tế, bài tất hơi rừng nớ, báo mình toàn tế, chăm nhông rịp chồng ai. Nhóm tập tại một đò tê. Hãy cho con côn bàn tình nào hơi. Mà đây có sẵn ngặt khăn mà lấy mãi vía. Cứ sụ ván bán vô cổ nát đẻ xóa. Từ lúc nơi ép xa bạch hơi. Rù côn chúi xùm rùa cả nghiệp nhóm khá. Hãy cho thị ra nú. Mà đây có mình khánh nơi ép tê. Ta cắt mình rừng ở vầy tới mãi vía.
គឺគ្មាននោះទេគឺធារ៉ាសុំទៅផ្ទះអ៊ំរបស់នាងពីរបីថ្ងៃឬថាអ៊ំឈឺគ្មានអ្នកណានៅមើលថែគាត់នោះទេតើបធារ៉ាសុំទៅមើលថែគាត់បើដូចឯងនិយាយមែនខ្ញុំធូរចិត្តបន្តិចស្មានតែធារ៉ាកើតមានរឿងមិនល្អទេតើបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅងុយទឹកសិនឯងរៀបចំបាយឲ្យខ្ញុំផង និយាយហើយឪពុកធីរ៉ាក៏បានចេញទៅបាត់ទៅហើយម្ដាយចុងក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តទៀតថាធូរចិត្តបន្តិចដែលពុកវាមិនបានសង្ស័យសង្ឃឹមថាពុកវានឹងមិនជីកកកាយរឿងនេះទៀតនោះទេតែក្រឡេកមកមើលធីរ៉ាវិញគឺនាងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្ដូងនោះគឺនាងបានធ្លាក់ទៅដល់កន្លែងមួយដែលមានដើមឈើរួមទាំងដើមប៉ោមផងដែរ ធីរ៉ាបានដើរតាមក្រោមដើមឈើនោះហើយបានទៅដល់មុខផ្ទះមួយហើយនាងក៏បាននិយាយតើនេះខ្ញុំមកដល់ទីណាទៅឬមួយក៏ខ្ញុំស្លាប់ហើយទីដឹងតែកន្លែងនេះពិតជាស្អាតហើយប្លែកខ្លាំងណាស់អ្នកណានឹងមកធ្វើអ្វីនៅឯទីនេះតាចាស់ម្នាក់ក៏បានដើរចេញមក មើលទៅគាត់មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់នោះទេហើយគាត់បានសួរទៅកាន់ធីរ៉ាជាច្រើនសំណួរតើឯងជាពីណាគេទៅម្ដេចបានមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងតើឯងត្រូវការអ្វីទៅគឺលោកតាខ្ញុំមានឈ្មោះថាធីរ៉ាខ្ញុំបានធ្លាក់ចុះមកពីលើអណ្ដូងនោះហើយក៏មកដល់ទីនេះទៅតែខ្ញុំមិនមានបំណងអាក្រក់អ្វីទេណាតា ខ្ញុំមករកអំបោះដែលខ្ញុំបានធ្វើជ្រុះតើលោកតាមានឃើញអំបោះនោះទេតាមិនបានឃើញអ្វីធ្លាក់មកទេឯងប្រហែលជាជ្រុះនៅទីណាផ្សេងហើយមើលទៅអូបើមិនធ្លាក់មកទីនេះតើខ្ញុំទៅរកនៅឯណាទៅម្ដាយចង់របស់ខ្ញុំប្រកាសជាយកខ្ញុំទៅលក់ធ្វើជាទេសកអឲ្យគេពំខានបើខ្ញុំរកអំបោះមិនឃើញនោះ អញ្ចឹងមានន័យថាម្ដាយចង់របស់ឯងឲ្យឯងចុះទៅរកក្នុងអណ្ដូងពិតមែនទេគឺកូនប្រុសម្ដាយចង់ខ្ញុំហៅណាតាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាបើខ្ញុំរកមិនឃើញទេម្ដាយរបស់គាត់នឹងយកខ្ញុំទៅលក់ធ្វើទាសកអឲ្យគេណាលោកតាមិនអីនោះទេចៅស្រីឯងនៅទីនេះជួយការងាររបស់តាទៅចាំតារកអំបោះថ្មីឲ្យឯងវិញ គឺបានពិតមែនឬតាខ្ញុំអរគុណតាហើយខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើការឲ្យតាដើម្បីដោះដូរនឹងការរស់នៅទីនេះធីរ៉ាត្រូវបានលោកតាអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅទីនេះបណ្ដោះអាសន្នតែធីរ៉ាក៏បារម្ភពីឪពុករបស់នាងខ្លាំងណាស់ដែររយៈពេលមួយថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅម្ដាយហើយនឹងកូនប្រុសបាននៅក្បែរអណ្ដូងនោះហើយពួកគេក៏បាននិយាយគ្នាអំពីធីរ៉ា ម៉ែតើធីរ៉ាអាចស្លាប់នៅក្នុងអណ្ដូងនោះដែរទេខ្ញុំពិតជាបារម្ភណាស់ម៉ែក៏មិនដឹងដូចគ្នាថាធីរ៉ានាងនៅរស់ឬក៏អត់ចាំមើលពីថ្ងៃទៀតទៅមើខ្ញុំខ្លាចតែពុកនឹងដឹងការពិតហើយពុកនឹងដេញពួកយើងចេញពីផ្ទះនោះទេម៉ែតើពួកយើងត្រូវនៅឯណាវិញទៅ